Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay thì em giới thiệu cả nhà mình là 20 cây sứ Thái ghép và sứ Zin. Giá cây hôm nay có giá từ 120.000 cho đến 200.000 ha. 120 đến 200. Đơn hàng em gửi đi là 200.000 trở lên mới gửi nha cả nhà. Em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện nha. Đi Tô Châu để nguyên chậu gửi cho mình, đi Bưu Điện nhổ ra vũ sạch đất đóng thùng hàng giao tận nhà luôn. Cây số 1 ghép giống kim lân. Cái giống này hoa ba lớp đỏ và trắng, hoa rất là sáng màu luôn, hoa rộ và có hương thơm luôn nha. Cây 6 bo 150.000. Đây, cây này tàn xòe ra tròn. Cái củ nữa nè. Tiếp số 2, Bảo Trân. Bảo Trân này cái củ hình tròn, củ rất là to luôn nha cả nhà. Cái củ này nếu mình nhổ ra vũ sạch đất là nó nằm ngoài 5kg luôn. Bảo Trân chín hoa ba lớp, giống này hoa cực kỳ rộ. Cây chín bo 150.000. Số 3. Số 3 là Ngọc Hiển, 5 cánh màu vàng. Ngọc Hiển 8 bo 150.000. Số 4. Số 4 là Lip Green. Hoa ba lớp nha. Đỏ, cánh có lem lem trắng. Cây 5 bo 150. Số 5. Đại Mỹ Nhân, 5 cánh màu trắng viền đỏ, xây hoa rất to, cây 4 bo 130. Số 6, Phương Lam 21, hoa 21 cánh, đỏ viền tím, cây 6 bo 150.000. Phương Lam 21 cánh hoa nó viền, nhìn vô rất là có duyên luôn ạ. Tới số 7. Số 7 là Hồng Lila, hoa màu hồng, 6 bo, hoa kép nha, 150.000. Hoa ba lớp nha. Số 8, Tiêu Phong. Tiêu Phong 4 bo 130.000. Đây, Tiêu Phong cái củ nó hình như cái bình cắm hoa luôn nha. Ở dưới phình to ra kìa. Củ này, củ vô chậu C10 của bên em hoành từ 55 cho đến 65 tùy gốc. Tiếp số 9. Số 9 là Ngọc Khuê, hai lớp màu vàng có lem đỏ. Cây 5 bo 150. Số 10, Yến Nhi Chín, 3 lớp màu tím sọc, cây 4 bo 130.000. Số 11, Mảnh Long Ba, hoa 3 lớp màu vàng, có viền hồng, cây 9 bo 150. Số 12, Vĩnh Lộc 17, hoa 3 lớp, cái giống này là có hương thơm nhẹ, cây 8 bo 150.000. Số 13, 13 là Quyết Thắng, 3 lớp đỏ đậm luôn nha. Cây Quyết Thắng này cái tàn cây rất là đẹp mắt luôn. Tàn tròn, củ nhìn cơ bắp. Cây 9 bo 180.000. Số 14. Cái củ 180.000 này nè, củ Quyết Thắng này về mình trồng trong chậu 6 tấc nha. Củ rất to. Rồi tiếp 14, 14 là Candy, màu vàng viền hồng. Hoa ba lớp vàng viền hồng và nhạt nhạt. Cây 5 bo 150.000. Số 15, Thần Tài Sang Hô. Đây cái củ Thần Tài này. Cây 4 bo 150.000. Nhánh nào cũng vô bẹ sang hô. Cái dòng sang hô này á là mình nuôi cây càng lâu cái bẹ nó sẽ ra càng to. Cái bẹ to ra hoa rất là nhiều, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Rồi cây 4 bo 150.000, Thần Tài Sang Hô. Số 16, Ferrari. Ferrari này tựa đã ra khá là dài luôn nè cả nhà. Ferrari 6 bo 130.000. Số 17, Đun Han, 3 lớp màu vàng viền hồng cánh nhọn. Đun Han là giống hoa chuyển màu nha, nở tầm vài 3-4 ngày nó sẽ chuyển qua màu hồng. Rồi cây 7 bo 150.000. Số 18 là một cây củ hình hơi quái. Đây. Củ này hình giống như là một con cuốn nó ngờ, nó có cái đuôi nữa. Ghép giống Thần Tài Gò Công, hai lớp màu đỏ. Đây, cây vô sang hô luôn nè cả nhà. Thần Tài Gò Công vô sang hô, cái bẹ nó bè ra này nha. Củ quái, cây 5 bo 200.000. Cây này kêu bằng là xuất sắc luôn. Vừa củ quái hình thú mà có bẹ sang hô nữa nha. 200.000. 200.000. Số 18,
Rồi, tới 19. Số 19 là Vĩnh Lộc 44. Có hương thơm nhẹ, củ cực kỳ to luôn nè. Củ to tàn đẹp nha. 12 bo 150 ngàn. Tới 20. 20 là cây sứ zin. Lúc nào bên em cũng cây cuối là có cây zin nha. Rồi, cây zin này là hoa ba lớp màu hồng tên Kỳ Duyên, tàn rộng cỡ khoảng 1 mét. Tàn này rộng tầm 1 mét ngoài luôn nha. Tàn tròn. Nói chung cái cây này là mấy cái nhánh chi của nó là bung ra tròn đều lắm. Rồi, cái củ nó nè. Củ này có rễ nè. Cây này là giá 200 ngàn nha cả nhà. 200 ngàn cho cây sứ zin nè. Rồi, cái giá cây em nói đây là giá cây em bán đó nha. Cái phí ship là do người mua mình tự chi trả. Hiện nay thì khách mua 10 cây em sẽ tặng mình một cây làm quà ha. Còn mua 5 cây sẽ tặng nửa ký phân để mình bón cho cây trồng mình. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký và bấm vào chuông thông báo để mình đón xem được những cái video mới nhất của bên em đưa lên giới thiệu đến với cả nhà mình ha. Rồi, chúc cả nhà mình có một buổi tối ngắm hoa vui vẻ.